đâu, chết luôn rồi, có người chết luôn rồi. Ở trong khu công nghiệp Nam Tân Nguyên nghe mọi người, đưa người ta cách ly hôm qua cho, đưa người ta đi cách ly cái hôm qua cho thuốc uống, thế này uống xong rồi người ta nằm đó rồi không ai lại coi là gì hết trơn, bây giờ xanh lẹ xanh lét rồi bỏ đi luôn, bác sĩ bỏ đi luôn rồi. Trời ơi. Kiểu chết luôn hay gì rồi nó không coi tới luôn á. Ở khu công nghiệp Nam Tân Nguyên á mà người, bà hình như bà có bầu gì á, có bầu rồi cái uống thuốc vô, trời ơi là trời. Bây giờ chắc tắt thở luôn hay gì rồi đó. Hồi hôm qua nó có phát thuốc cho uống, nghe nói là hả, nó bả có uống thuốc rồi nằm võng hồi trưa tới giờ. Thì ở trong vườn luôn, không ai biết luôn, hồi nãy có người coi, nãy thấy tím lè tím lét rồi kêu y tế xuống, mà một tiếng sau mới nó xuống. Một tiếng sau mới nó xuống mà bây giờ nó xuống nó bỏ người ta nằm ở đó đó. Tính đi. Đó mọi người ở đây nhóc hết trơn nè. Đó, mà không có y tế nào lại gần hết trơn á. Cho người ta nằm chèo veo đó, người ta có bầu bì nữa đó. Em ta vô đây có. Rồi là chắc chết luôn chứ không còn gì đó đâu, hồi nãy nó ơi mọi người ơi, chết rồi. Chết rồi không có còn gì nữa đâu. Người ta bầu bự lắm rồi. À, nó lại đây đó, nó bỏ người ta xuống cái gì đó. Tự, hai mạng người đó mà nó không có lại cứu, mà nó đứng ở ngoài ngoại đó đó. Y tế rồi, chồng người ta đó kìa. À, bây giờ chết rồi còn gì đâu nữa. Kìa, bây giờ không có bác sĩ y tế nào ở đây hết trơn á, mà người ta nằm ở đó vậy đó. Mà thấy có người cứu hộ lại người đẩy gì ai chịu bỏ nó nãy bả xỉu mà bây giờ không có thở biết làm sao nữa đó. Tím lè rồi, xanh lè rồi. Xanh lè rồi, xanh lè rồi. Không xong rồi. Đưa đi cách ly mà giờ có người vậy luôn mà không có ai lại coi, không có y tế nào lại coi hết trơn á. Đừng có bu vô để cho bà. Để cho nó thở. Người ta bệnh hoạn không đó. Bà này giục ở đây nè, cái nó lấy cái tay nó đè ngực bả hai ba cái, nó chạy đi luôn rồi, nó sợ nó chạy đi luôn rồi. Bây giờ mà ở đây vậy đó rồi không có y tế xe cấp cứu nào lỡ hết trơn, bỏ người ta ở đây vậy đó. Hôm bữa thì ở dưới Hội Nghĩa, còn bây giờ ở trên đây. Ở dưới Hội Nghĩa hôm bữa người ta còn có bình oxy, người ta thở, còn ở trên đây bà này bả nằm chèo queo luôn, không lại coi luôn. Bức xúc quá rồi. Mọi người chia sẻ đi. Kiểu này chết hết. Ở đây không phải 100, 200 người, đâu có ngàn người trong đây ấy, tỉnh gì đâu nữa. Bả xanh lẹ, xanh lét, tỉnh đâu nữa. Cũng mong cho bác tỉnh.
rồi, nó xem cái này nó cũng tắt cái chân ngang ngang rồi. Ừ, nó bé từ trong ra nó dụng tắt cái ịt vậy đó. Dụng tắt cái ịt vậy đó. Không dám đi lại gần quay. Mọi người ơi, chia sẻ với mọi người ở khu công nghiệp Nam Tân Yên mình á. Ơ kìa. Em chịu hết nổi rồi. Đó mọi người thấy chưa? Xanh hết trơn rồi. Chia sẻ giùm em đi. Hết trơn rồi. Chứ bây giờ bả xinh lẹ xinh lét mà không ai lại coi bả hết. Bế người ta ra là dục người ta cái ịt vậy đó. Ờ, quậy đi. Người ta vậy mà không ai lại coi chơi, người không cho người ta quậy, hỏi sao người ta quậy. Bây giờ người ta quậy là mình cũng không biết làm sao nữa. Người ta mất, người ta xỉu ở đây mà không có lợi cứu rồi, bây giờ quậy mà nói người này sao không có được. Tất cả rồi con nít nữa nè. Vậy ơi, có bé do ôn cho lạnh sân đó, còn ôi mà nó đừng ấy. Con ta tím lè luôn rồi. Bây giờ bây giờ na hay đứng mà bay kê chân mà cho lần luôn nó. Là bấy. Àm bay y tế nó bế người ta ra rồi bả bỏ ở đây nè. Tím nghiệm hết trơn kìa, cũng đâu còn biết báo nào đâu. Hai mạng người đó. Mấy người kia người ta nói là con này là có bầu xỉu nè. Có bầu rồi bà uống thuốc, bà sốc thuốc cái gì á. Ừ. Y tế nó lại nó sợ cái nó bỏ chạy đi luôn rồi. Thôi dầu gió, giờ bà có thở nữa đâu mà thôi dầu gió. Ở khu nghiệp Nam Tân Nguyên á, khoa ngoại quan Tân Nguyên á, anh chắc bả sốc thuốc hả, uống thuốc bả sốc thuốc hả. Bây giờ không có công an, công gì hết trơn, có nhân quân không à, bác sĩ, y tá gì cũng có hết trơn. Bây giờ người ta quậy nè. Mọi người chết luôn rồi mọi người ơi. Bầu đó, bầu bì đó. Tập trung tu. Chạy đó. Phải chạy không? Phải chạy gọn gàng không? Ê, đừng có bắn người ta. Trời ơi. Đừng bắn người ta chơi vậy. Quay. Trời ơi, tự nhiên đi bắn người ta chơi vậy. Quay. Mình bắn người ta mình sai đó. Trời ơi. Quay ra tới chân ta, cả hai quay nhau.
Trời ơi là trời á, chết quá, quậy quá trời rồi. Ôi ơi, đập xe đập gì người ta gì chi không biết nữa. Người ta cũng làm trách nhiệm của người ta thôi, chả không biết đâu người ta nhân quân mà trời á. Có xe ai có gì chở, mất luôn rồi. Quậy đi, đập đi. Công an, công eo, y tế thì nó sợ chết, chết mà thấy mẹ đụ má vậy mà không ai xuống chơi á. Kho ngoại quan Tân Nguyên mình á. Có xe mà nó không có chìa khóa. Kêu xe cấp cứu giờ y tế này lại nó đưa người ta ra đây, nó nằm cái ịnh này nó chạy đi mất tiêu rồi, không biết chừng nào mới tới xe cấp cứu. Hồi trưa tới giờ rồi đó. Nha, bà này bà uống thuốc thì bây giờ bà nằm trong võng, bà sốc thuốc, bà xỉu hay là bị cái gì thì cũng chưa có biết nguyên nhân. Bầu đó, bầu bự đó đó, bầu đó. Mất rồi. Ai có vợ có con như vậy thì mới biết trời ơi, chắc chết rồi chứ không có còn nữa đâu. Nãy giờ phải có oxy là người ta tỉnh rồi. Vậy ai nói nó bình nó không có được đó mà đang nằm nó thở oxy nữa. Có một bệnh một ở trong đây cả huyện người ta vậy nó có mấy ngàn người có một bệnh oxy đó. Mấy bà nó vừa ở bà xanh lẹ có tiếng rét rồi, bà xanh lẹ có tiếng rét rồi, không qua đâu. Kè lấy xe lại chở đi. Đi mãi giờ thôi có xe bốc thì không là bà không sao đi trời ơi. Thôi mà thông thôi đi. Ở trong kho hà, nó đem cách ly với mấy ngàn người, 2-3 ngàn người ở trong kho, nó dốt ở trong kho ngoại quan Tân Nguyên á. Ở trong đây nguyên ngày nó có ai bệnh mệt này kia điện lên cho y tế mà đủ má người ta điện cho y tế mà không thấy y tế quần què nào xuống chân. Bây giờ là tự sinh tự diệt luôn rồi. Ở trên Bình Dương. Rồi cảm ơn bạn Hân Hân. Thanh Thảo, Thảo Vinh. Tại bây giờ người ta có bầu người ta xỉu người ta nằm không biết gì cái kêu y tế lại, y tế nó bế người ta ra bỏ giữa đường, nó bỏ cái ịch xuống vậy, nó cái nó lấy tay nó đè đè cho người ta có oxy, cái bây giờ nó chạy đi mất tiêu luôn, không thấy luôn, không thấy y tế luôn. Thì bây giờ mấy người này á, mấy người này quậy ở ngoài kia kìa, mấy người kia quậy kìa. Cũng mong cho hai mẹ con má khỏe lại. Cách ly thì ai cũng chịu vô cách ly hết trơn á, mà trong khi đó vô cách ly không có đầy đủ tiện nghi, mình ở đây gọi mọi người cũng chịu nó, mà trong khi đó bệnh tật người ta, bệnh người ta tật gì á, làm ơn làm phước á, kêu bác sĩ y tá gì xuống giùm người ta một cái.
chứ đằng này người ta bệnh mà bác sĩ y tá đã chạy hết trơn, công an công việc cũng chạy hết trơn, không ai dám lại gần hết trơn á. Thì hỏi sao người ta không quậy, người ta không bức xúc. Đúng rồi, em khâu nghiệp năm Tân Nguyên cái lại cái kho ngoại quan á. Biết là bây giờ hai mọi người mà trong khi đó trong đây người già với người bầu bì còn nhiều người bệnh tật khác nữa chứ không phải là hả người bầu bì đó không đâu. Nó lơ lắm, nó làm nó lơ lắm, chỉ đem người ta vô đây nhốt vậy đó. 2-3 ngàn người chứ ít gì 200-300 người mình không nói. 2-3 ngàn người đó chứ 200-300 người đó thì ai quậy chi. Đó, thấy không, chứng hạnh đó thấy không? Còn nó lo bản thân nó rồi. Mình tập thể à? Đúng rồi, mấy cái này nó sợ chết lắm, con công an này kia nó sợ chết với mẹ. Cũng người như mình cũng sợ chết vậy. Dài ba thằng nó làm cái gì? Ngộ nhận đầu đuôi á, là bắt đầu là hồi trưa nay nè, cái chị đó bấm mệt, ba ăn uống xong cái bả lên giống mình nằm, mà nằm xong sao đó rồi cái hồi chồng mới lại bả khều thấy bả tím lại tím lét hà, cái mới điện kêu y tế lại, mới điện kêu y tế lại á, là trong khi đó 3 giờ mấy mới y tế lại, mà trong khi đó người ta xỉu, người ta ngất hồi trưa 11-12 giờ mấy, mà nói lại là mấy người cấp trên này kia nọ người ta vô xem người ta không có hiểu á. Mình lên trực tiếp mình cho mọi người vô coi hiểu tình hình, thành ra mình phải nói tiếng Việt cho người ta hiểu. Rồi cầu mong cho hai mẹ con kia không sao, rồi hai mẹ con kia mà có sao em nói từ đây tới chiều là còn nữa. Lê Thảo Hồng nha, mong mọi người giữ vững, cố gắng điều trị trong 2 tuần sẽ bình phục lại thôi. Đúng rồi chị, em cũng nghĩ như vậy, nhưng mà bây giờ là có cái người kia bả bệnh bả xỉu, nhưng mà không có y tế, không có công an nào xuống kiểm tra coi hết, mà 2-3 tiếng đồng hồ sau mới xuống coi người ta, mà trong khi đó bế người ta ra nằm ở đây nè, nó nằm ở chỗ anh áo đen đứng đó, bế người ta bỏ đó đó, rồi lại xong cái lấy cái tay gà mũi cái hình như không biết nói sao nữa, rồi cứ lên xe bỏ đi luôn rồi mấy người này mới quậy đó. Ừ, mấy người kia thì điện lại nói đem đi tới bệnh viện mà bả mất rồi. Hai mẹ con nó bầu, bà đó bầu 7 tháng mấy đó, mất rồi, chị đó mất rồi. Nghe nói mất rồi, nghe nói gì tới bệnh viện là không có thở nữa, mất rồi. Hai bạn nha. Ủa ra ngoài hết rồi. Nói tiếng Khmer nhiều người đâu hiểu được, như tôi cũng đâu hiểu. Đúng rồi Vi Hân, bởi vì tôi đâu có nói tiếng Khmer, tôi là người Khmer nhưng mà tôi không nói tiếng Khmer. Không phải là tôi không muốn nói mà tại vì trên phát trực tiếp á, nói không có ai hiểu. Thành ra là bắt buộc tôi phải nói tiếng Việt cho mọi người đều hiểu.
ở cái đường đường đây nè. Thật sự là vô trong đây chính quyền sổ cho không ai mà muốn anh chị vô đây đâu, nhưng mà cái thiếu thốn này là tình trạng quyết liệt vì mình thấy khắc phục chứ không ai muốn anh chị vô đây. Thiếu thốn thì không ai thiếu thốn, mà làm ơn người ta bệnh á thì y tế xuống dùm một cái liền liền đây, đừng cho người ta như vậy. Bây giờ có cứu người ta đi phải không? Người ta không cứu được mà người ta chấp nhận phải không? Nằm chèo queo không có mà ai để ta chấp nhận. Cơm ăn cơm uống không có quan trọng nữa, bây giờ miễn là người ta bệnh, người ta già là bác sĩ y tế. Đúng rồi đó. Còn người ta không có chứ bây giờ người ta bệnh cái cho người ta nằm chờ đình nó tự nhiên chảy mất tiêu hết trơn.